Đội trưởng, đã 3 tiếng trôi qua rồi, tôi thấy cô ta sắp sụp đổ luôn rồi. Cậu không cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cô ta rất đẹp sao? Những thứ đẹp đẽ thì luôn yếu ớt. Đội trưởng, hay là bây giờ chúng ta liền không cần, để cô ta tiếp tục đợi. Được rồi, chuyện tôi muốn báo cáo với tổ chức là tối qua không nhận được sự đồng ý của tổ chức mà đã tùy tiện tham gia đọ súng. Xin tổ chức xử lý tôi. Dị Lâm mà, tình hình của tổ chức Trừ Giang bây giờ thế nào rồi? Tình hình không lạc quan lắm. Lương Nhã Ưu và cha là Lương Giang Sơn đều bị Takagi bắt rồi. Anh cả của cậu thì sao? Anh ấy tạm thời không sao. Cái kiểu hành động mù quáng này chắc chắn sẽ làm cho kẻ địch điên cuồng báo thù, hy sinh lực lượng kháng Nhật một cách vô ích. Nhị Lâm à, hành động lần này của tổ chức Trừ Giang, cậu không kịp thời báo cáo với tổ chức. Mấy câu giáo huấn này cậu nhất định phải nhớ lấy. Vâng, tôi nhớ rồi. Có chuyện gì khác không? Có, Takagi đã nghi ngờ hành động tối qua của tôi, nên hắn nhất định cần nhân chứng. Tôi lỡ miệng nói là tôi ở nhà qua đêm với một người phụ nữ. Takagi nhắm tới cậu rồi. Người phụ nữ mà cậu vừa nói là ai? Cô ta có đáng tin không? Rất đáng tin. Nhưng mà chị ấy là chị dâu của tôi. Chị dâu cậu? Cũng chẳng phải là chị dâu thật sự. Chị ấy là quá phụ của chiến hữu của anh trai tôi, được anh trai tôi đưa về. Vốn là muốn thành hôn với chị ấy. Sau đó cậu mời chị ấy đến nhà tôi làm rùm beng một trận. Chị ấy không ở nữa, nên tôi tìm cho chị ấy một căn nhà để ở ổn định. Cậu làm vậy là cũng để cô ta cuốn vào rồi. Lúc đó tôi gấp quá, cũng chẳng có cách nào nên nói đại. Sau đó nghĩ lại mới thấy thực sự quá nguy hiểm. Được rồi, tôi nắm được rồi. Sau khi cậu về nhất định phải làm ẩn mình cho tốt, đặc biệt là với cái người quá phụ của chiến hữu của anh cậu đấy. Nói với cô ta cho ổn vào, tuyệt đối không để Takagi phát hiện ra chuyện gì bất thường. Tôi biết rồi, tôi đã nói rồi, chị ấy đồng ý giấu kín giúp tôi. Vậy thì được, mong là đừng lộ ra chút sơ suất nào. Nhị Lâm à, tiếp theo đây cậu vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhiệm vụ gì? Dành thời gian đến căn cứ. Có ai không? Takagi. Cha, mau đến cứu con. Takagi, anh đâu rồi? Mau cút ra đây cho tôi. Anh mau thả tôi ra. Cha tôi đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Cha cô, đến thân mình còn khó giữ, bây giờ người cứu được ông ấy lại là cô đấy. Là tôi giết người Nhật. Anh muốn giết thì giết tôi là được. Việc này không liên quan gì tới cha tôi hết. Lương tiểu thư, em không cần lo lắng thế đâu. Hành động em giết lính Nhật tôi đều biết cả rồi. Tôi chỉ là muốn biết sát thủ thực sự là ai thôi. Sát thủ thực sự gì chứ? Tôi không biết anh đang nói gì. Chính là hắn, cái người dùng dao, dùng súng, dùng bơm, dùng cánh tay giết lính của chúng tôi. Tôi không biết là không biết. Anh đừng có hỏi gì tôi nữa. Thủ pháp ám sát của hắn rất đặc biệt, rất thông minh. Tôi nghĩ là chắc là hắn đã từng giao chiến trên chiến trường, hiểu rõ được đủ loại thủ đoạn trên chiến trường.
Lần đầu tiên giết người, tinh thần của hắn không ổn định lắm. Nhưng gần đây tôi phát hiện hắn đã giỏi hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ hẳn là do sự thành công không ngừng đã khôi phục lại bản chất khát máu của hắn. Đêm qua, binh lính của chúng tôi đều bị bắn vào những bộ phận quan trọng. Chắc hẳn chính là do hắn ra tay nhỉ? Tôi nói những điều này có khiến cô nhớ đến bóng dáng của hắn không? Tôi nói bao nhiêu lần là tôi không biết rồi. Anh có hỏi nữa cũng vô ích. Em nói cho tôi biết, anh bị điên rồi à? Là kẻ nào đã giết binh lính của bọn tôi? Nói cho tôi biết thì em sẽ được giải thoát. Bỏ tôi ra. Lương tiểu thư, đợi em nghĩ xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nhưng mà lần gặp sau không vui vẻ thế này nữa đâu. Chào bác Lương. Mọi người đều ở đây à? Bác Lương, nào mời bác Lương. Được. Cậu chính là Điền Tam Lâm à? Là cháu. Đây là chú họ của ông chủ Lương. Năm ấy đã cùng xông pha thiên hạ với ông chủ Lương. Bây giờ ông chủ gặp chuyện, trong bang không có ai làm chủ, nên chúng tôi đặc biệt mời bác Lương đến đây để làm người chủ trì cục diện. Lương gia có nạn, cảm ơn mọi người đã nể mặt người già là tôi đây. Vậy thì tôi xin nói ý kiến của mình. Người Nhật chỉ bắt người già và trẻ nhỏ ở Giang Sơn mà không kiểm tra đến sản nghiệp nhà họ Lương. Điều này thể hiện bọn họ không muốn hoàn toàn cắt đứt với chúng ta đâu. Đúng vậy, đúng. Phải, Bắc Bình của chúng ta vẫn còn mấy ngàn huynh đệ nữa. Không có chúng ta thì việc vận chuyển, kho hàng và ngựa ở Bắc Bình đều vô dụng hết. Người Nhật không động vào chúng ta được đâu. Xin lỗi, cho tôi chê ngang một chút. Hôm nay chúng ta bàn luận là làm thế nào để cứu người mà. Chúng ta đừng ở đây chọn sạch sẽ nữa. Thế này là có ý gì chứ? Vậy thì chúng ta hãy bàn chuyện thôi. Chuyện ám sát người Nhật mà tiền bối đã phạm phải, hắn không chỉ làm to chuyện với chúng ta. Đúng vậy đấy. Tôi đã tìm được Dương hội trưởng của Duy Trì hội, cục trưởng lý của cục cảnh sát, nhờ họ đi nghe ngóng xem chút tin tức. Đáp án là mức độ của chuyện này thực sự quá nghiêm trọng, nhưng chắc là không ảnh hưởng đến tính mạng của Giang Sơn đâu. Vì UU thì sao? Tìm mấy người đó căn bản thì không có tác dụng gì đâu. Người bị hiến binh bắt đi thì phải tìm Takagi. Điền Tam Lâm, cậu hỗn láo quá rồi đó. Ở đây làm gì tới lượt cậu ý kiến? Thứ không biết lớn nhỏ gì hết. Tôi gấp quá mà. Nhưng mấy câu tôi nói đều là thật. Người bị đội hiến binh bắt đi thì phải tìm Takagi. Chỉ có Takagi thả thì có lẽ cả ông chủ và cả UU mới được thả về. Cậu mở miệng ra là UU. Tên tiểu tử cậu bị phụ nữ làm cho mũ đầu à? Vậy tại sao không thể cứu chứ? Cứu? Đương nhiên phải cứu chứ. Con bé cũng là người của Lương gia chúng ta mà. Tôi đã đi xin xỏ bên bộ tư lệnh hiến binh rồi. Nhưng mà tôi cũng biết là tên Takagi này, hắn vẫn luôn mong muốn nắm trong tay gia sản Lương gia của chúng ta, và đã bị Giang Sơn cự tuyệt. Lúc này đến tìm hắn xin xỏ thì đúng là tự dâng mình vào miệng cọp. Trước mắt không thể hành động tùy tiện được. Thì vậy đó. Cái con tiểu nha đầu này ý được ông chủ yêu chiều nên không biết trời cao đất dày. Giờ hại đến cha ruột của nó không nói, lại còn làm ảnh hưởng đến cả bang. Loại con gái này chết cũng thôi đi. Ông nói gì thế hả? Tôi nói ông biết, mạng U đáng giá hơn mạng của ông đấy. Làm sao? Nhận ra rồi à? Mấy lão già trong bang như mấy ông chính là muốn hy sinh một cô gái để bảo toàn mạng mình chứ gì? Tôi bàn không được chuyện với các ông, tôi tự tìm cách. Điền Tam Lâm, cậu đứng lại. Bác Lương, bác xem đi, cái thằng không biết gì, coi chúng ta không ra gì. Để nó đi đi. Quan hệ tài lực của mấy người Lương gia nhà chúng ta là do chúng ta phải tự nắm bắt lấy. Chút căn cơ của nó ấy mà, tôi lại muốn xem nó rốt cuộc là có thể làm ra được chuyện gì đây.
Takagi, anh lại muốn làm gì? Em thực sự là kiên cường hơn so với tôi nghĩ đấy. Anh muốn thả tôi đi sao? Tôi muốn dẫn em đi gặp một người. Hổ tử. Takagi, anh chết đi. Cô tử tế vào. Lương tiểu thư à, ở đây là đội tóc cô U, nơi xử quyết phạm nhân. Em rất hận người Nhật chúng tôi có đúng không? Em cảm thấy giết người Nhật khiến em vui vẻ, kích thích, giống như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy. Nhưng mà em trốn sau lưng rồi bắn họ như vậy, đó chỉ là một hành động nhát gan mà thôi. Ai nhát gan chứ? Anh mới là tên nhát gan. Đám người Nhật các anh xâm phạm đến lãnh thổ chúng tôi, tàn sát người dân Trung Quốc chúng tôi, anh mới là kẻ hèn đấy. Bỏ ra. Anh muốn làm gì? Dừng tay lại. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nói cho tôi biết, hắn là ai? Tay của hắn vẫn được như tay tôi sao? Anh giết tôi là được rồi. Cái tình điên này, anh giết tôi đi. Một, hai. Anh đợi đã. Takagi, tôi nói cho anh, tôi nói cho anh biết, tôi nói cho anh biết. Tôi thực sự, tôi không biết. Tôi thực sự không biết mà. Ông bỏ tôi ra. Anh cút đi. Hổ tử, xin lỗi. Chính em hại chết cậu ta đó. Là chính em hại chết cậu ta. Đưa đi. Đội trưởng, tôi thấy tinh thần của cô ta đã sắp sụp đổ thật rồi. Nhưng tại sao vẫn không chịu nói ra tên của sát thủ kia? Chuyện này có hai khả năng. Một là tên sát thủ đó biết tổ chức trừ gian, nhưng giữa bọn họ không quen biết lẫn nhau. Sát thủ theo dõi tổ chức trừ gian, lợi dụng sự ngu ngốc của chúng để ám sát, rồi làm vỏ bọc cho chính mình. Vậy còn khả năng thứ hai thì sao? Kẻ này đối với Lương Nhã U vô cùng quan trọng. Cho dù tinh thần cô ta muốn sụp đổ, thậm chí là hy sinh tính mạng, nhưng trong lòng vẫn dựng lên cho kẻ này một bức phòng vệ. Đi thôi.
Tư lệnh đang chờ tôi.